thanh niên, bố láo, cố tình chặn đầu xe, kiếm chuyện và cơm bắt bắt hàng xóm. Hả? Vâng, chúng ta cùng chú ý vào thanh niên đang đứng giữa đường. Lúc này, anh ta cố tình đi ra giữa đường, chặn đầu xe và kiếm chuyện, hành hung người đi xe máy. Hả? Theo thông tin thì người đàn ông đã nhiều lần gây hấn, khiến chuyện ông này và gia đình. Camera đã quay lại toàn bộ sự việc. Hành động này rất cần được xử lý để tránh gây mất trật tự xã hội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.